Dạ em chào chị. Chị chào em. Dạ không biết là chị định mua gì ạ? Sắp hết hè rồi mà trời thì vẫn còn nóng nực quá. Đồ ăn á hả, bỏ trong tủ lạnh thì mau hư, mà tủ lạnh nhà chị thì lại cũ rồi, cho nên là ngày hôm nay chị quyết định tới đây để mua máy giặt. Ủa, em tưởng chị mua tủ lạnh. À, tủ lạnh với thêm cái máy giặt nữa, trời đang mưa nè em. À, vậy là mua hai cái hả chị? Dạ, vậy thì em xin trân trọng giới thiệu với chị một combo máy giặt và tủ lạnh đến từ nhà LG, chắc chắn sẽ giúp chị vượt qua giai đoạn này một cách êm ái và thoải mái nhất. Sản phẩm mở đầu trong danh sách tủ lạnh ngày hôm nay chính là một chiếc tủ lạnh rất phù hợp cho các căn hộ hiện đại tiết kiệm không gian. Nhờ vào thiết kế tối ưu diện tích nhưng mà dung tích vẫn rất hợp lý và tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến và hiện đại. Đây là một chiếc tủ lạnh truyền thống với ngăn đá bên trên. Vẻ ngoài của tủ rất nổi bật nhờ phong cách thiết kế thanh lịch và tinh tế. Cửa tủ làm từ thép không rỉ bóng bẩy và hạn chế bám dính vân tay, dễ dàng làm sạch khi cần. Chắc chắn là sẽ tạo điểm nhấn cho không gian phòng bếp, phòng khách gia đình thêm hiện đại và sang trọng hơn. Bên trong tủ và trên cửa tủ có nhiều ngăn kệ giúp dễ dàng phân loại và sắp xếp các thực phẩm và đồ dùng đặt vào bên trong gọn gàng. Ở vị trí cuối cùng của ngăn lạnh có ngăn chứa rau chuyên dụng giúp bạn đựng rau củ quả thuận tiện và giữ độ tươi lâu hơn. Không gian đựng đồ ngăn đông nhỏ hơn ngăn lạnh. Tuy nhiên là với hai ngăn chứa và hai kệ trên cánh cửa thì bạn sẽ có 4 chỗ để đặt đồ cần trữ đông. Học đá riêng biệt cho phép bạn làm đá và lấy đá dễ dàng. Về các công nghệ được trang bị, công nghệ Smart Inverter giúp tiết kiệm điện. Công nghệ này thì cũng giúp tủ lạnh LG chạy êm ái, yên tĩnh và hạn chế tiếng ồn gây khó chịu cho mọi người trong gia đình, kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm tối ưu. Công nghệ Linear Cooling duy trì nhiệt độ thiết bị ổn định trong mức biên độ 0.5 độ C để tăng cường hiệu quả bảo quản, giảm thoát hơi ẩm và tỷ lệ khô héo của thực phẩm. Tủ cũng được trang bị bộ lọc khử mùi than hoạt tính giúp loại bỏ các vi khuẩn có trong tủ, lọc sạch mùi hôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và một không gian tủ lạnh trong lành. Tủ lạnh tiếp theo này thì sẽ cực kỳ phù hợp với những căn hộ hiện đại sang trọng và cao cấp, bởi vì chúng ta sẽ cần một chiếc tủ lạnh lớn để làm tăng thêm giá trị nội thất cho gian nhà của mình, bởi vì đây là chiếc tủ lạnh thuộc dòng Side by Side. Bản điều khiển cảm ứng hiện đại bên ngoài vừa tăng tính thẩm mỹ vừa giúp giảm thất thoát hơi lạnh tối đa mỗi khi tùy chỉnh nhiệt độ. Bên trong tủ được trang bị nhiều ngăn kính chịu lực trong tủ và các ngăn trên cánh cửa tủ để sắp xếp thực phẩm dễ dàng hơn. Không chỉ vậy, ngăn rau củ kích thước lớn giúp bạn trữ được nhiều hơn, giữ được độ tươi cho rau củ. Phần ngăn đông cũng có các ngăn kệ và hộc ngăn đá để sắp xếp thực phẩm, kết hợp với các ngăn kệ trên cánh tủ giúp tăng không gian lưu trữ. Công nghệ Linear Inverter cho khả năng kiểm soát nhiệt độ ổn định, mức biến thiên nhiệt độ dao động trong khoảng 0.5 độ C, từ đó giúp cho thực phẩm của bạn được lưu trữ tươi ngon hơn trong thời gian dài. Công nghệ Smart Inverter giúp máy nén tủ lạnh hoạt động bền bỉ, tiết kiệm điện năng nhưng vẫn giữ được hiệu quả làm lạnh cao. Nhắc tới tủ lạnh thì không thể nào thiếu được các công nghệ làm mát rồi, và chiếc tủ lạnh này thì được LG trang bị cho hệ thống làm lạnh đa chiều để hơi lạnh có thể lan tỏa đều và nhanh chóng, từ đó thì giúp bảo quản thực phẩm một cách tối ưu. Và ở đây thì còn có thêm bộ lọc than hoạt tính giúp khử mùi tanh của thịt cá này, giữ cho không gian tủ lạnh không bị ám mùi hôi và luôn tươi mát. Và ngoài ra thì bộ lọc này còn giúp cho thực phẩm bảo quản trong tủ luôn được tươi ngon và mới lâu trong một thời gian dài. Và mẫu tủ lạnh cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay chính là một chiếc tủ lạnh sẽ phù hợp với nhiều không gian nội thất như là phòng khách này, phòng bếp này, tăng thêm tính hiện đại và sang trọng. Và đây là một mẫu tủ lạnh truyền thống với ngăn đông ở bên trên. Tương tự như sản phẩm đầu tiên thì tủ có một vẻ ngoài rất bắt mắt nhờ thiết kế thanh lịch tinh tế. Cửa tủ thì được làm từ thép không rỉ bóng bẩy, hạn chế bám dính vân tay và dễ dàng làm sạch khi cần. Tủ cũng có khay lấy nước ngoài vừa tiện dụng vừa giảm thất thoát hơi lạnh mỗi khi mở tủ lấy nước. Bên trong tủ thì có nhiều ngăn kệ nằm bên trong thân tủ và ở cửa tủ cho bạn phân loại và sắp xếp các thực phẩm và đồ dùng đặt vào bên trong gọn gàng. Ở vị trí dưới cùng của ngăn lạnh có ngăn chứa rau chuyên dụng giúp bạn đựng rau củ quả thuận tiện và giữ được độ tươi lâu hơn. Ngăn đông sẽ có hai khu vực, hai ngăn chứa và hai kệ trên cánh cửa sẽ có 4 chỗ để đặt đồ cần trữ đông. Giống như các sản phẩm trên thì tủ có công nghệ Smart Inverter giúp tiết kiệm điện. Đồng thời là công nghệ này cũng giúp cho tủ lạnh LG chạy êm ái, yên tĩnh và hạn chế tiếng ồn gây khó chịu cho mọi người trong gia đình và kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm một cách tối ưu. Công nghệ Door Cooling tạo ra luồng khí lạnh từ cửa tủ cho nhiệt độ lạnh tỏa đều khắp khoang tủ, giúp đảm bảo độ tươi ngon, bảo toàn dưỡng chất của thực phẩm trong thời gian dài. Công nghệ Linear Cooling duy trì thiết bị ổn định trong biên độ 0.5 độ C để tăng cường
cường hiệu quả bảo quản, giảm thoát hơi ẩm và tỷ lệ khô héo của thực phẩm. Và tất nhiên là cũng không thể nào thiếu được bộ lọc than khử mùi hoạt tính sẽ giúp loại bỏ mùi hôi, lọc sạch vi khuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và mang lại cho tủ một không gian trong lành. Đến với máy giặt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói tới dòng sản phẩm AIDD Inverter của nhà LG. Và đây là một dòng máy giặt được trang bị trí tuệ nhân tạo AI. Cụ thể bên trong máy giặt có tích hợp các cảm biến để xác định được khối lượng quần áo và độ mềm của quần áo để chọn ra chương trình giặt tối ưu nhất trong số 14 chương trình được tích hợp sẵn. Và kết hợp với công nghệ Six Motion DD để mô phỏng giặt tay như đập, nén, đảo, nhào trộn, quay và chà sát. Công nghệ giặt 6 chuyển động giúp quần áo vừa sạch sâu mà không bị xoắn rối, giảm thiểu nguy cơ sờn rách sợi vải, đảm bảo quần áo của gia đình được bền đẹp lâu hơn. Lòng giặt bằng thép không rỉ, hạn chế ăn mòn, chống oxy hóa và có độ bền cao. Sản phẩm được tích hợp 14 chương trình giặt đa dạng, trong đó thì có chương trình giặt tải về giúp máy hoạt động theo chương trình giặt mà bạn tải xuống trong điện thoại thông qua ứng dụng của hãng. Công nghệ giặt Turbo Wash sẽ hoạt động với cơ chế sử dụng hai vòi xả nước mạnh. Quần áo được xả sạch và nhanh hơn nhờ dòng nước áp lực cao. Nhờ đó mà máy có khối lượng giặt lớn hơn so với các máy giặt cùng kích thước, tiết kiệm khoảng 1 giờ giặt và giảm lượng điện và nước đáng kể. Đó là về các công nghệ giặt, còn về công nghệ tiết kiệm điện thì máy có công nghệ inverter trên máy giặt giúp động cơ hoạt động ổn định và nâng cao hiệu quả giặt giũ và tiết kiệm điện năng tối ưu. Khi mà nhắc tới LG thì không thể nào bỏ qua tính năng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng LG ThinQ ở trên điện thoại. Và tính năng này thì nó cho phép các bạn có thể tùy chỉnh các chế độ giặt cũng như là lựa chọn chương trình phù hợp một cách dễ dàng ở bất kỳ đâu thông qua điện thoại. Đến với sản phẩm tiếp theo đó chính là một chiếc máy giặt lồng đứng với thiết kế rất là gọn gàng và màu đen cực kỳ thanh lịch, sẽ phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau của nhà ở hoặc là các căn hộ chung cư hiện đại. Lồng giặt được làm từ thép không rỉ sáng bóng, hạn chế rỉ sét và thiết kế với nhiều lỗ nhỏ để đảm bảo quá trình giặt giũ được trơn tru và hiệu quả. Máy giặt thì tích hợp 7 chương trình giặt khác nhau sẽ đáp ứng được đa dạng nhu cầu giặt giũ của tất cả thành viên trong gia đình. Chiếc máy này cũng có công nghệ AIDD kết hợp động cơ truyền động trực tiếp và trí tuệ nhân tạo AI, có khả năng nhận biết được khối lượng và độ mềm của quần áo để điều chỉnh chuyển động lồng giặt cho thích hợp, sao cho đánh bay được hết các vết bẩn ở trên quần áo một cách dễ dàng và tăng cường bảo vệ quần áo. Và để máy vận hành êm ái cũng như tiết kiệm điện thì nó được tích hợp công nghệ inverter giúp tinh chỉnh vòng xoay động cơ tùy theo điều kiện để đưa chương trình giặt phù hợp vào trong lồng giặt. Từ đó thì hiệu quả giặt tẩy cao nhưng mà vẫn tiết kiệm được điện nước một cách tối ưu. Và ngoài ra thì với dòng máy này chúng ta vẫn có thể điều khiển từ xa thông qua ứng dụng LG ThinQ ở trên điện thoại giúp cho mọi người theo dõi được tình trạng của máy. Và cuối cùng là một chiếc máy giặt lồng ngang cũng thuộc dòng máy giặt AIDD Inverter của nhà LG. Và nhắc lại một lần nữa về công nghệ này thì nó sẽ được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Cụ thể là ở bên trong này sẽ có cảm biến để xác định được khối lượng quần áo cũng như là độ mềm của quần áo. Từ đó thì đưa ra chương trình giặt phù hợp nhất trong số 14 chương trình đã được tích hợp sẵn. Kết hợp với công nghệ Six Motion DD để mô phỏng giặt tay như đập, nén, đảo, nhào trộn, quay và chà sát. Công nghệ giặt 6 chuyển động này giúp cho quần áo vừa sạch sâu mà không bị xoắn rối, giảm thiểu nguy cơ sờn rách sợi vải và đảm bảo quần áo của gia đình mình được bền đẹp lâu hơn. Tương tự với chiếc máy giặt đầu tiên thì sản phẩm này có tích hợp sẵn 14 chương trình giặt rất đa dạng, tiện lợi cho người dùng. Chi tiết hơn về các công nghệ có trên máy giặt, đầu tiên là công nghệ Turbo Wash 360 sẽ sử dụng tới 4 vòi phun đa chiều 3D tạo ra áp lực nước cao để hỗ trợ hòa tan bột giặt và tăng tốc độ thẩm thấu chất giặt tẩy vào sâu bên trong từng sợi vải để loại bỏ vết bẩn một cách hiệu quả. Đồng thời thì đảm bảo chu trình giặt diễn ra nhanh chóng và tiết kiệm thời gian giặt giũ. Công nghệ inverter có khả năng điều chỉnh vòng quay máy nén để lồng giặt hoạt động hiệu quả nhằm loại sạch hết những vết bẩn bám trên quần áo và sử dụng tiết kiệm điện. Máy giặt vận hành cũng được êm ái hơn. Về tiện ích thì chiếc máy giặt này cũng có thể kết nối và theo dõi từ xa thông qua ứng dụng LG ThinQ ở trên điện thoại, giúp cho mọi người tiện theo dõi cũng như là đưa ra các chương trình giặt phù hợp nhất. Vừa rồi là những sản phẩm LG hấp dẫn với số bán cao tại Điện Máy Xanh trong tháng 9 vừa qua, chứng tỏ là các sản phẩm trên là những sự lựa chọn tối ưu và đủ chất lượng để mọi người có thể gửi gắm niềm tin. Nếu như các bạn cũng quan tâm đến sản phẩm nào rồi thì có thể truy cập vào website Điện Máy Xanh để cập nhật thêm thông tin chi tiết lẫn giá bán, hoặc các bạn có thể liên hệ ngay hotline 1800 1061 để được tư vấn mua hàng miễn phí nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.